Xin chào quý vị, tôi là thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn, chủ tịch công ty Đông y Thanh Tuấn. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui, tôi đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên, trung tâm thành phố Đà Lạt. Nơi đây có rất là nhiều các công trình kiến trúc rất là hiện đại. Thì thưa quý vị nhìn thấy là phía sau tôi đó là cái nụ hoa Artiso, là cái biểu tượng của thành phố Đà Lạt và bằng kính rất là lung linh và huyền ảo, đúng không ạ? Nhân dịp cái chuyến đi lần này, đoàn chúng tôi tới thăm thành phố Đà Lạt thì rất là mong muốn là chúng tôi mang được những cái sản phẩm đông y, những sản phẩm 100% thảo dược giúp hỗ trợ và điều trị những bệnh lý như là viêm xoang, dạ dày, khớp và những cái bệnh lý khác nữa. Công ty Đông y Thanh Tuấn của chúng tôi thành lập 2011, có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với cái sứ mệnh là giúp cho 1 triệu người có cái sức khỏe và hơi thở tự tin. Hiện tại chúng tôi đang có 15 sản phẩm được cấp phép lưu hành toàn quốc, trong đó thì có những sản phẩm về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, những sản phẩm về mỹ phẩm. Hiện tại chúng tôi đang tìm những cái đại lý, các cái nhà thuốc, cộng tác viên ở khu vực thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Nếu mà quý vị cần thêm thông tin hoặc là biết thêm về sản phẩm của chúng tôi thì quý vị có thể vào website là dongyithanhtuan.vn hoặc quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 0254 3921 527 để biết thêm thông tin. Xin chân thành cảm ơn quý vị.